Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 411. Một cây trà phúc kiến siêu già luôn, siêu trái luôn nha, đang trái nhóc hết trơn rồi. 350 bao ship toàn quốc nha. Quen ship code là chuyển tiền trước nha. Cái bầu này nó nặng dữ lắm nha quý vị, cỡ mấy ký luôn á nha. Tại cái này cát không à. Đó, nó trồng cát với đất. Đất với cát nó trộn lại nặng dữ dằn lắm nha quý vị. Cầm trên tay không nổi một tay luôn á. Rồi. Đế của nó nè, cây nó nè, trái là quá trời trái luôn rồi nha. Quay cho quý vị coi cái tàn nè, trái nè, đó thấy bằng tay tôi không, trái suốt luôn nha quý vị. Đó, tôi mới tỉa mấy cái đọt ở ngoài sơ sơ đó chứ nó ra trái nhóc hết trơn. Mấy cái đọt ở ngoài này nó đều trái nhóc hết trơn. Rồi 350 nha quý vị, anh nào quen thì ship code là chuyển tiền trước nha. Quay vòng cho quý vị coi nha. Đó. Đó, cái tàn nó bẻ đẹp lắm nha quý vị. Đó. Đây. Anh nào muốn chơi mặt nào thì chơi ha, đây. Đó. Thấy không? Hãy dở lên cho quý vị coi xương chì của nó nha. Nặng quá, cầm không nổi luôn. Nè, bộ xương của nó nè nha quý vị. Đó, xương chì của nó nè, trái nhóc hết trơn luôn quý vị thấy không, quái quái cong cong quẹo quẹo luôn ha nè. Đó vậy đó, về ở vô cái chậu nhỏ lên nha quý vị, chứ để cái chậu này nó bự quá. Cái này làm tiểu cảnh là đẹp lắm nha. Đó, mấy ông tiên đánh cờ hay là gì ngồi dưới đây nè. Cái này nuôi trong cái chậu bự quá, về mình vô cái chậu nhỏ lại ha quý vị. Rồi 350 bao ship toàn quốc nha. Con cây này còn cây nữa, cây nữa cũng quái quái nữa nha, mai lên bán cây nữa cho hết luôn cho rồi, hết thời gian rồi, đâu có còn thời gian đâu bán nhiều, nó bán dài ba cây nữa là nghỉ rồi, hết cây luôn rồi, chỉ còn có sâm hương chưa tới bán nữa. Rồi kết thúc luôn nha quý vị, đúng luôn.